Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với Sen Hồng TV. Hôm nay thì gia đình Sen Hồng TV xin gửi đến quý anh bà cô chú một món ăn với tên gọi rất là bình dị nhưng cũng không kém phần sang trọng, đó là món thịt kho quẹt. Để thực hiện món ăn ngày hôm nay thì chúng ta cần phải chuẩn bị. Ở đây chúng ta sẽ có một khoảng 200g thịt ba chỉ. Chúng ta sẽ lựa thịt có phần mỡ thì món kho quẹt mới ngon. Và đây là 50g tôm khô. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một ít thịt mỡ, mỡ thăn heo. Một số nguyên liệu mà chúng ta sẽ sử dụng cho món kho quẹt đó là củ hành tím, củ tỏi, phần cộng của hành lá, ớt, ớt xanh và ớt đỏ. Còn đây là tiêu xanh. Để ăn kèm với món thịt kho quẹt ngày hôm nay thì ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị một ít rau củ để chúng ta luộc lên. Thì như các bạn thấy ở đây thì mình đã có chuẩn bị đó là rau lang. Rau lang này là của vườn nhà mình. Rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ có là bầu nè, cà rốt, đậu bắp, củ qua, dưa leo và một ít cải thảo. Bây giờ xin mời tất cả các bạn sẽ cùng vào bếp để thực hiện món ăn ngày hôm nay với gia đình mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt phần thịt ba chỉ này cho nhỏ ra vừa ăn. Mình sẽ bật bếp ga lên để tiến hành làm món thịt kho quẹt nha. Bây giờ sau khi cái nồi của mình nó nóng lên rồi, mình sẽ cho cái phần mỡ heo vào mình thắng. Sau một lúc mình đun thì các bạn thấy là bây giờ phần nước mỡ của mình nó đã ra được một ít rồi nè. Mình sẽ thắng thêm một tí nữa. Rồi sau đó mình sẽ vớt mỡ ra. Thì giờ chúng ta thắng mỡ như thế này cả nhà, thì cái phần mỡ của mình nó sẽ rất là giòn, béo nhưng mà ăn không có ngán nha. Rồi bây giờ thì mình thấy đã mỡ nó đã ra rất là nhiều rồi, mình sẽ vớt phần cắt mỡ này ra. Tiếp theo là đợi dầu nóng, chúng ta sẽ cho phần tỏi băm và phần tím băm vào để thử. Sau khi thì củ hành của mình đã hơi chuyển sang màu vàng, ta sẽ cho phần tôm khô vào và đảo đều lên, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng nước mắm, nêm vào đây một muỗng đường, một muỗng bột ngọt như thế này. Mình cho vào đây nửa chén nước nha. Cho vào đây thêm khoảng một muỗng nước màu mình tự thắng nha. Bây giờ chúng ta sẽ vớt bỏ cái phần bọt này ra nha cả nhà. Tiếp đến là mình sẽ cho thịt heo vào. Cuối cùng mình sẽ cho tép mỡ lúc nãy mình đã vớt ra đó, mình sẽ cho vào luôn. Trộn đều lên. Sau một lúc thì các bạn thấy là phần thịt của mình nó đã săn lại rồi. Và bây giờ mình sẽ cho hai cái nguyên liệu mà làm cho cái món ăn của mình nó có một cái độ đặc sánh hơn cũng như là màu sắc nó đẹp hơn. Đây cũng như là một cái bí quyết của món ăn của mình đó các bạn. Đó chính là tương ớt và mật ong. Chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng tương ớt và một muỗng mật ong.
Còn đây là mật ong nha cả nhà, mình sẽ cho vào đây một muỗng mật ong nữa. Mình sẽ cho hai cái gia vị này vào thì nó sẽ làm cho cái nước của món kho quẹt nó sẽ đặc sánh hơn, cũng như là cái màu sắc của món ăn của mình nó sẽ hấp dẫn hơn. Trong thời gian chờ đợi nồi thịt của mình thấm gia vị và sắc nước thì chúng ta sẽ tiến hành luộc rau. Bây giờ thì nước đã sôi rồi, mình sẽ cho vào đây một muỗng muối. Mình sẽ cho một số cái rau củ nó hơi cứng, độ cứng nó nhiều hơn vào trước nè. Đầu tiên là cà rốt, tiếp đến là dưa leo, còn đây là khổ qua nha, để khổ qua vào luôn. Và tiếp đến là bầu. Bây giờ thì nồi kho quẹt của mình sau một lúc mình nấu với lửa nhỏ thì cả nhà thấy là nó đã sắc nước nhiều rồi. Và mình sẽ cho vào đây là vài trái ớt, hai nhánh tiêu xanh, một ít củ hành lá, cuối cùng chúng ta sẽ cho vào đây một ít tiêu xay và tắt bếp là có thể thưởng thức món ăn rồi cả nhà ơi. Sau một lúc thì mình sẽ cho thêm đậu bắp vào nha. Còn đây là phần rau lang với cải thảo thì mình chỉ cần trụng sơ qua thôi là nó chín rồi. Rồi bây giờ rau lang với cải thảo đã chín rồi, mình sẽ vớt nó ra đây. Như vậy là bữa ăn của gia đình Sen Hồng TV đã thực hiện xong rồi. Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình nha.